Việt Nam, nền văn hóa đầy màu sắc, được xem là con hổ kinh tế mới của châu Á. Với tinh thần gìn giữ và vực dậy tinh hoa ẩm thực Việt, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, Tập đoàn Huy Việt Nam được thành lập. Với 4 thương hiệu nổi tiếng, món Huế, cơm thổ cháy, phở ông Hùng và bánh mì Great. Quá trình phát triển của Huy Việt Nam là một chặng đường đầy thử thách qua gần 10 năm xây dựng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Tháng 1 năm 2007, khai trương nhà hàng món Huế đầu tiên tại số 7 Cao Thắng, đánh dấu cột mốc quan trọng là sự ra đời của hệ thống ẩm thực chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Đến năm 2014, số nhà hàng món Huế đã lên đến con số 29. Đặc biệt, từ năm 2014 đến 2015 là giai đoạn bùng nổ mạng lưới các chi nhánh của Huy Việt Nam. Chỉ trong vòng một năm, từ con số chưa đến 30 chi nhánh, phát triển lên đến 110 chi nhánh trên toàn quốc, với các cột mốc quan trọng. Ngày 1 tháng 9 năm 2014, khai trương hai chi nhánh phở ông Hùng đầu tiên, sáp nhập thương hiệu phở truyền thống lâu đời vào hệ thống Huy Việt Nam. Ngày 31 tháng 10 năm 2014, nhà hàng món Huế đầu tiên tại Hà Nội được khai trương. Tiếp đó, nhà hàng mở rộng hệ thống ra cả Bình Dương, Đồng Nai. Tháng 8 năm 2015, khai trương hệ thống nhà hàng cơm thổ cháy là bước đột phá về công nghệ chế biến hoàn toàn mới, kỹ thuật không lửa, mang đến trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam. Tháng 10 năm 2015, phở ông Hùng mở rộng hệ thống ra Hà Nội, đem lại một làn gió mới cho mảnh đất tinh hoa ẩm thực phở, nơi vốn là cái nôi của kho tàng hương vị phở Việt Nam. Đến cuối năm 2015, hơn 110 chi nhánh có mặt trên toàn quốc, cùng sự hiện diện của Quét Bánh Mì, một concept mới đầy tâm huyết. Điều quan trọng hơn hết là mô hình mới này mang lại cơ hội đầu tư hợp tác cho tất cả mọi người qua hình thức franchise chuyên nghiệp với chất lượng dịch vụ hàng đầu. Mục tiêu tập đoàn sẽ phát triển lên đến 200 chi nhánh trong năm 2016, 350 chi nhánh vào năm 2017 và đến năm 2018 sẽ là con số 500 chi nhánh. Và xa hơn nữa, Huy Việt Nam sẽ vươn ra tầm quốc tế trong tương lai. Đó là mục tiêu mà tập thể Huy Việt Nam đang miệt mài phấn đấu. Giá trị cốt lõi chúng tôi mang đến không chỉ là những sản phẩm hữu hình, mà còn là chữ tâm luôn đặt lên hàng đầu trong việc đảm bảo chất lượng và luôn làm hài lòng khách hàng. Chữ tâm trong tinh thần gìn giữ bản sắc món ăn, đó là tâm huyết, là kinh nghiệm và cả sự chuyên nghiệp của người đầu bếp để tạo nên tinh hoa cho mọi món ăn. Ngon mắt, ngon miệng, ngon hương vị là điều mà chúng tôi luôn mong muốn thực khách cảm nhận được. Chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện dịch vụ nhằm mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. Dịch vụ giao hàng tận nhà miễn phí và nhanh chóng, cùng quy trình và công nghệ chuyên nghiệp giúp mang đến những bữa ăn ngon cho khách hàng mọi lúc mọi nơi, bất kể thời gian, địa điểm và thời tiết. Phát hành Member Card và Rebate Card mang đến lợi ích và ưu đãi lớn cho khách hàng. Member Card sau 2 năm triển khai đạt số lượng phát hành gần 100.000 thành viên. Số lượng thẻ Rebate Card đạt hơn 10.000 thẻ sau gần 1 năm triển khai, cho thấy sự gắn kết và lòng tin của khách hàng đối với Huy Việt Nam. Những nỗ lực của chúng tôi còn đạt được nhiều ghi nhận từ xã hội và các tổ chức uy tín trên thế giới, đặc biệt là sự đánh giá cao của các nhà đầu tư huyền thoại. Chúng tôi là tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực quản lý nhà hàng chuyên nghiệp tại Việt Nam. Với dây chuyền chế biến hiện đại, nguồn nguyên liệu được cung cấp bởi hơn 100 nhà cung ứng, hướng đến xây dựng hệ thống trang trại, hướng tới quy trình khép kín, tạo nên những sản phẩm hoàn hảo, mang đến bữa ăn sạch, đảm bảo sức khỏe cho người Việt. Số hóa từ quy trình quản lý đến dịch vụ khách hàng, đây là bước tiến quan trọng, hứa hẹn mở ra giai đoạn mới trong dịch vụ F&B, mà Huy Việt Nam là một trong những người tiên phong tại Việt Nam. Trên tất cả, thì đầu tư vào con người là lựa chọn mà chúng tôi cảm thấy xứng đáng và hài lòng nhất. Hàng trăm nhân sự được tuyển dụng mỗi tháng, được đào tạo và hướng dẫn bài bản. Ngoài việc giúp mang đến một chất lượng dịch vụ tốt nhất, Huy Việt Nam còn tạo nên nhiều cơ hội việc làm cho xã hội. Mỗi chi nhánh của hệ thống chúng tôi ra đời là hết thảy những khó khăn, nỗ lực của tập thể Huy Việt Nam. Nhưng đổi lại, chúng tôi thấy được sự hài lòng, niềm vui của mỗi thực khách
khi tận hưởng bữa ăn ngon, bữa cơm gia đình ấm áp ngay tại nhà hàng của Huy Việt Nam. Đó là thành quả lớn nhất mà chúng tôi đã làm được. Nhân rộng niềm vui ấy, mang đến những bữa ăn ngon và ấm cúng cho mọi người, ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Đó là điều mà Huy Việt Nam đã thực hiện và tiếp tục thực hiện dưới sự dẫn dắt của vị lãnh đạo tâm huyết, ông Huy Nhật. Ở Huy Việt Nam, tôi được làm việc trong một môi trường rất năng động và chuyên nghiệp. Ngoài những kiến thức được học hỏi từ việc tiếp xúc và tiếp thu với các cấp quản trị tài năng, thì tôi còn có những cơ hội thăng tiến trong tương lai. Vậy nên Huy Việt Nam là lựa chọn gắn kết của tôi trong sự nghiệp. The exciting opportunity for Huy Vietnam is that we have a very long runway of growth for the development of our restaurants. We have a portfolio of 4 very strong brands and we'll finish this year with just over 100 restaurants and we'll increase that to upwards of 600 restaurants within the next 5 years. The second part of the strategy is equally as exciting. That's to be Vietnam's pioneer, enriching the lives of our customers by providing them a secure, safe and sustainable food chain. And we will invest heavily in that starting in 2016. Tập thể Huy Việt Nam giờ đây đã lớn mạnh với gần 2.000 nhân viên trên toàn hệ thống. 2.000 con người nhưng chung một tâm huyết, chung một tinh thần Huy Việt Nam dành cho khách hàng, dành cho ẩm thực dân tộc. Mục tiêu trở thành một tập đoàn chế biến thực phẩm hàng đầu Việt Nam và trên toàn thế giới. I love Huy Việt Nam. I love Huy Việt Nam. I love Huy Việt Nam. Chúng tôi yêu Huy Việt Nam. Huy Việt Nam, tinh hoa ẩm thực Việt.